Chào anh em nhé, mình báo anh em phủ hôm nay là ngày 27 tháng 3 tiệc Mẫu. Mình làm tiệc vào tầm 7 giờ tối hôm nay. Thì bây giờ là thứ bảy, hôm nay là sang ngày Chủ nhật. Thì hôm nay là ngày mai tối tiệc âm lịch. Thì mời tất cả bà con xa gần về phủ lễ hương các ngài, và anh em những thành viên nào đăng ký phóng sinh, thả cá hay mua lễ liên hệ qua số điện thoại 0374375999 nha. Số tài khoản phố Đức là 1070022658853 Việt Tín Bánh Chi Nhánh Hải Phòng. Chủ tài khoản là Nguyễn Hoài Đức nha. Báo với tất cả các anh em xa gần là đăng ký về phủ thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại. Và tất cả các anh em trong đội công việc của phủ, khách hàng và tổ đạo và đội kinh tế là xin phép anh em có họp mặt nhé, họp mặt về vấn đề chúng ta họp để báo cáo thường niên để chuẩn bị công việc công tác viên để công việc làm lại. Mọi việc chính sự đã, mọi việc vượt qua và đã được bình ổn. Thì phát triển kinh tế để chúng ta duy trì có nguồn ngân sách, xây đình, xây chùa và các nơi. Nguồn kinh tế bây giờ hiện giờ đang quá khó khăn và hạn hẹp, suốt 2 tháng nay là nghỉ. Thì hiện giờ về nào, cái buổi 27 này mình sẽ họp và báo cáo tất cả anh em trong tháng mới này, ngày mới này chúng ta làm những cái gì và chuyển tiếp và như thế nào. Chỉ buổi họp mình sẽ công bố, còn là thông báo trên đây là thông báo cho tất cả những thành viên của phủ Long Đức, khách hàng của phủ Long Đức và đội kinh tế của phủ Long Đức và tất cả bà con các linh ghế xa gần nhá. Và ai đăng ký gọi là lễ gửi về phủ này, ai lễ hương này, lễ mặn của ông này thì đăng ký nhá. Cũng là tháng 3 là tiệc Mẫu, 1 năm thì là có tháng 3 là tiệc Mẫu và tháng 8 thì cha là có 2 tiệc lớn. Thì mong khách hàng và tất cả thành viên của phủ từ xa ra gần anh em về, bà con về phủ nhá. Mình đang có mặt ở tại phủ rồi cùng với tất cả các linh ghế, vừa rồi là có họp với nhau để thông báo, và bây giờ là trong cái video này mình sẽ báo cáo với tất cả người xa người gần. Còn là bạn nào đăng ký lễ hương này và lễ mặn này, lễ chay mặn này về phủ thì báo cáo nhá thật sớm để mình liên hệ cho bên nhà bếp, bên ban sắp lễ, người ta sẽ lo cho đầy đủ các bạn. Bạn nào mà chưa biết đường về thì liên hệ về qua Zalo, mình sẽ gửi định vị cho các bạn. Chúc bà con xa gần, từ người xa và người gần và những thành viên này, lời mời của mình với tất cả bà con anh em nhé. Chào bà con anh em, chúng ta lại chim đây.